Chào các bạn đang thấy chính là một vỉ đồ chơi hàng Trung Quốc phép ha. Và đây là một cái hình ảnh rất là quen thuộc đối với tuổi thơ của những đứa trẻ vào những năm 90 ha. Ngày xưa chúng ta không có điều kiện, không có tiếp xúc với hàng Bandai, chỉ có thể là chơi những mặt hàng như thế này thôi. Và không có khái niệm các bạn, ở thời điểm những năm 90 á, không có mạng internet, cho nên không có khái niệm là hàng Real, hàng Bandai hay là hàng phép gì hết. Chỉ thấy như vậy là mê thôi, đúng không? Và đồ chơi Trung Quốc nó vẫn kéo dài từ những năm 90 cho đến hiện tại. Cái vỉ này thật sự á, tôi không có chủ ý để mà tôi mua đâu các bạn. Tại vì có một khoảng thời gian tôi ngừng chơi Robo á, tôi không phải là ngừng chơi nữa, mà là tôi ngừng mua các bạn. Tôi chỉ chơi những món cũ thôi, còn những món mới thì tôi không có mua. Nó rơi vào những năm tôi học cấp 3 là tầm 2001, 2002, 2003, 2004. Đó là tầm những khoảng đó là tôi không có mua đồ chơi mới các bạn. Cho nên cái này nó không có gắn liền với tuổi thơ của tôi, cho nên tôi cũng không có chủ đích tôi kiếm mua lại như vậy. Nhưng do tôi vô tình tôi thấy nó, và tuy nó là hàng fake, hàng nhái, nhưng nhìn màu sắc của nó cũng khá là chuẩn, cho nên tôi mua luôn với một cái mức giá phải chăng, mà giá bao nhiêu tôi không nhớ rõ nữa. Tôi nhớ là 500-600 ngàn gì đó, thì đại loại giá nó là như vậy nha. Tại vì tôi mua nhiều quá tôi không nhớ hết được. Đây chính là Apareno, một gã tay chính xuất hiện trong Bakuryu Sentai Aparanger, là phần thứ 27 của Super Sentai, được công chiếu vào 2003 và kết thúc vào 2004. Đến với clip review ngày hôm nay đây, nó không phải là nhân vật chính các bạn nhé, mà nó chỉ là cameo thôi. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là phiên bản DX. Nhưng thôi, chúng ta xem sơ qua về cái phiên bản đồ chơi phép này các bạn ha. Các bạn thấy cái vị giấy của nó nè, nó vừa là Power Ranger mà nó vừa là Aparanger nữa. Power Ranger là phải đi chung với Dino Thunder mới đúng ha. Nhưng ở đây Power Ranger và Aparanger nó vừa là tên của Mỹ, vừa là tên của Nhật luôn, mix lại với nhau. Nó ngộ ngộ, nó kỳ kỳ. Nhưng mà các bạn nhìn thấy cái phiên bản này nè, cái màu sắc của nó nè, không tuyệt đối 100% so với Bandai ha, nhưng màu sắc tương đối chuẩn. Và do tôi không có gắn liền với nó cho nên tôi không biết nó thuộc về ép mấy các bạn hen. Và nhìn vào thì thấy là nó không có động cơ như phiên bản DX rồi. Tôi không biết là nó là ép mấy, liệu F1 có động cơ hay không, các bạn biết thì comment ha. Còn tôi thì không gắn liền với nó cho nên tôi không biết. Không biết thì tôi sẽ nói là không biết ha, chứ tôi không có vẽ vời. Và nhìn vào cái vỉ đó các bạn, ở góc này nè, nó sẽ có một cái lá giống như là cái thẻ bài vậy đó các bạn. Hình con khủng long đỏ ha, Tyrannosaurus. Còn mặt sau không có gì luôn, nó không có cái hướng dẫn lắp ráp cho chúng ta luôn, mà nó cũng chỉ là một cái hình vẽ thôi, cái hình của Aparino thôi. Đó là như vậy ha, kiểu mua về trưng như thế thôi là đẹp rồi các bạn, không cần phải xé ra đâu. Muốn chơi thì chơi phiên bản DX vẫn là tuyệt vời hơn. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về phiên bản DX các bạn nhé. Và đây là phiên bản DX. Phiên bản DX này tôi mua là vào năm 2014 đó các bạn. Tức là đến ngày hôm nay đây, khi làm clip này 2024, là đã 10 năm rồi. Chắc chắn là màu sắc của nó sẽ không được đẹp như lúc đầu, như 10 năm trước. Tôi nhớ tôi đã có làm clip review về mẫu sản phẩm này rồi. Tuy nhiên do 2014 là lúc đó là tôi bắt đầu bước chân vào làm clip review này nọ trên YouTube, tôi còn khá là ngỡ ngàng ngơ ngác, cho nên là nhiều khi tôi dùng nhạc bản quyền đó các bạn. Sau này tôi đã tháo clip xuống rồi, hoặc là bị người ta bắt buộc tháo xuống á, tôi không nhớ. Cho nên bây giờ các bạn tìm về cái clip review đó là sẽ không thấy nữa. Và ngày hôm qua
Nhưng tiện tôi review về cái phiên bản đồ chơi lắp ráp nhựa Abareno đó, tôi lấy nó ra rồi tôi cầm trên tay đi chơi chơi này nọ, thì tôi lại hứng thú lại với cái con này các bạn. Kiểu như là trào dâng cảm xúc vậy đó. Lục tìm lại trong cái ổ cứng của tôi thấy được cái loạt hình là được chụp vào 2014. Thì ok, cũng là duyên ha. 2014-2024 là 10 năm thì ok. Nhưng tiện đó làm clip review về mẫu sản phẩm này luôn. À, cũng không hẳn là review các bạn ha, chỉ là xem lại cái món đồ chơi sau 10 năm nó là như thế nào. Và đây là ba thành phần của chúng ta ha. Bự nhất, to nhất, vai trò quan trọng nhất là khủng long bạo chúa màu đỏ tên là Tyrannosaurus. Tiếp đến sẽ là Triceratops tam giác long ha, và màu vàng Pteranodon, một con thằn lằn bay như thế này. Ba cỗ máy này sẽ hợp thể thành Abareno. À, tôi quên, nếu là ba con hợp thể với nhau sẽ tạo thành Abareno, còn chỉ hai con thôi vẫn có thể tạo thành robot là tam giác long và khủng long màu chúa, sẽ tạo thành Abareno Z các bạn nhé. Một chút nữa tôi sẽ thể hiện. Với cái con màu vàng như thế này nè các bạn, thì sau 10 năm chơi tôi thấy là màu sắc của nó vẫn là như thế hen. Tuy nhiên á, chỉ là hai cái phần chân này nè các bạn, nó là bằng nhựa mềm cho nên lâu năm quá rồi nó bị đổ nhớt các bạn. Các bạn nhìn qua hình thì sẽ không thấy, nhưng khi cầm ở trên tay á thì nó sẽ bị nhớt nhát. Và tình trạng này là bị nhẹ ha, nếu như mà bị nặng đó các bạn thì lớp sơn của nó sẽ bị nổi hột lên hoặc là bị phai màu sơn. Tuy nhiên đối với con này thì nó bị nhẹ thôi, cho nên màu sắc vẫn còn là đẹp hen. Và những cái con đinh tán này nè, nó không còn bóng sáng như thời đầu nữa, như những năm đầu nữa, mà nó đã bị kiểu như là bị oxy hóa, nó bị hoen gỉ đó các bạn. Chịu thôi, 10 năm rồi, không làm gì khác được. Còn với tam giác long này, nhìn sơ qua thì nó vẫn là như thế hen, nhưng những con đinh ốc của nó cũng là bị hoen gỉ nè các bạn, không tránh khỏi được. Và có một lỗi nữa mà tôi thấy là đa phần ai cũng bị, đó chính là các bạn nhìn cái chốt của nó nè, cái chốt để ráp với cái đuôi đó các bạn, rất là dễ gãy ha, đa phần ai cũng bị gãy chỗ này. Nó gãy thì tạo cho mình cái cảm giác là khó chịu thôi, nhưng ráp vào nó vẫn dính các bạn, chứ không sao cả. Cho nên thôi tôi cũng không có fit lại là như vậy đó các bạn, không ảnh hưởng nhiều. Vẫn còn đẹp và chi tiết xi vẫn còn bóng loáng, thấy không? Cuối cùng là khủng long bạo chúa Tyrannosaurus, một con khủng long đỏ. Màu sắc của nó cũng là có xuống rồi đó các bạn. Và cái chỗ mà nó bị xuống màu á là không phải là màu đỏ hay là màu sơn hay là màu xi, mà là ở cái mảng màu nhựa xám. Kiểu như là lúc mình mới mua nó sẽ là màu nhựa 10/10, nhưng bây giờ nó đã bị xuống, tôi nhắm chừng là cỡ 2 tông, tức là nó chỉ còn 8/10 thôi. Nhìn qua hình chắc cũng không thấy rõ đâu ha, nhìn qua màn hình sẽ thấy không rõ đâu, nhưng nhìn ở bên ngoài là sẽ thấy nó có cảm giác là bị ố rồi, không còn là màu nhựa xám thuần nữa. Con này nó có tích hợp thêm cái động cơ, chúng ta bỏ pin vào nó sẽ xoay đuôi. Hồi trưa này nè, tôi lấy hai cục pin ra tôi bỏ vào, nhưng nó im ru bà rù à, nó không có hoạt động động cơ được các bạn. Tôi lo lắng, tại vì ở cái thời điểm mà tôi làm cái clip On DX Avenger đó là đã 6 năm trước rồi. Từ cái clip đó cho tới về sau á, tôi không hề bỏ pin vào cho nó nữa. Cho nên khoảng thời gian dài đằng đẵng 6 năm á, không biết gì xảy ra. Hồi chiều này tôi mới bỏ pin vào, tôi thấy được rằng không có hoạt động. Tôi bắt đầu lo lắng các bạn, tôi bắt đầu lo sợ. Tôi sợ là pin cũ của mình nó bị hết. Nhưng mà làm sao hết được ta? Tại vì tôi bỏ vào cái máy chơi game, tôi đang chơi rất là bình thường ở trên máy chơi game, và tôi tháo nó ra tôi bỏ vào con này, làm sao mà hết pin được. Nhưng mà tôi vẫn chạy đi mua hai cục pin mới đây, rồi tôi bỏ vào nó vẫn không hoạt động các bạn. Rồi sau đó tôi lấy ra, lấy pin ra,
gắn vào, lấy pin ra gắn vào, rồi tôi vỗ nhẹ vào chỗ này nè các bạn, tôi vỗ chạy đi con, kiểu giống như là lo lắng sợ nó vậy đó các bạn. Nhưng mà cuối cùng tự nhiên cái tôi nghe rè rè rè, động cơ hoạt động lại rồi. Thì tôi nghĩ có lẽ là do cái khoảng thời gian dài 6 năm đó, là cái phần mà cái chỗ mà chúng ta gắn pin vào á, cái lò xo nè với cái miếng kim loại này nè, kiểu như là nó bị oxy hóa đó, cho nên nó không có tiếp xúc điện được với pin này nọ đó, cho nên là nó không có vận động được cái động cơ. Nhưng mà cái động tác mà tôi lấy ra lấy vào á, thì nó cọ sát vào những cái chỗ kim loại này, nó sẽ kiểu như là nó sẽ bị bay đi cái lớp bị oxy hóa đó, và nó sẽ dựng điện lại và động cơ hoạt động lại. Đó là như vậy. Cho nên đối với những món đồ chơi chạy pin như thế này, thì các bạn nếu mà không chơi lâu dài á, thì các bạn nên tháo pin ra nha. Các bạn để pin vào một thời gian là nó sẽ bị chảy pin á. Tháo ra rồi sau đó cỡ 1-2 năm các bạn lấy ra bỏ pin vào để cho nó vận động lại. Kiểu như là một chiếc xe máy của mình đi ha, mình chạy hoài đó thì nó không có bị hư. Nhưng nếu mà chúng ta để trong nhà vài năm là nó sẽ bị hoen gỉ, nó sẽ bị hư, máy nó sẽ bị xuống cấp. Thì đồ chơi nó cũng như vậy đó các bạn. Cho nên cứ một khoảng thời gian ngắn nên bỏ pin vào để cho động cơ nó vận động, giống như là duy trì cái động cơ của nó, duy trì cái hệ thống của nó ha. Còn nếu như mà chúng ta để lâu quá quên á, thì khi mà muốn chơi lại đó, trước khi bỏ pin vào thì nên dùng cồn để chùi những cái chỗ này, thì tôi nghĩ nó sẽ là ổn ha. Rồi ok, bỏ pin vào, tôi một phen hú vía đó các bạn. Kiểu như là đồ chơi của mình mua về full tính năng để một thời gian nó bị hư á, nó không còn full tính năng nữa thì khó chịu, đúng không các bạn? Và trên đây nó sẽ có cái nút công tắc nè, gạt về trước và gạt về sau, nó sẽ xoay một chiều rồi gạt qua cái hướng còn lại, nó sẽ xoay cái chiều ngược lại các bạn hen. Như thế thôi. Đó, vận động lại rất là ok rồi đó các bạn. Trời ơi, hồi chưa bỏ pin vào rồi gạt công tắc nó không chạy á, trời ơi, thật sự là ú òa luôn á, đau tim với nó. Mà cái con này của tôi nè, khi mà nó chạy cái hướng này nè các bạn, thì nó êm, thấy không, nó êm ru à. Còn khi mà cho nó chạy ngược lại á, thì nó bị cạc cực một chút. Thôi kệ, miễn sao nó vẫn còn hoạt động được như thế này là vui rồi các bạn. Dòng APA Ranger này có cái tính năng chuyển động truyền trục á, nó khá là hay. Cuối cùng thì sau 10 năm trời, món đồ chơi cũng có xuống mà một chút, nhưng nhìn chung lại vẫn rất là ổn. Và ok, bây giờ tôi sẽ bắt đầu lắp ráp nó để kết hợp thành Aparen OG trước ha, tức là dạng hợp thể hai con đó các bạn. Thì với con này chúng ta sẽ hành động như sau. Này các bạn, chân của nó nè, bẻ như vậy ha. Và cái phần này nè, tháo nó ra, nó được kết nối bởi cái chốt này và cái chốt này nè, đó. Và cái này với cái này nè các bạn, đó, một khối ha. Và hạ xuống như vậy. Quên nữa, cái nắp này nè các bạn, mở ra. Đó, các bạn thấy, so với cái con lắp ráp nhựa hôm qua với cái con này, cách ráp nó rất là khác biệt ha. Ráp nó chi tiết hơn rất là nhiều. Và chân này cũng như thế luôn, xoay xuống như thế này, bẻ xuống. Và cái nắp này nè các bạn, mở ra. Rồi, nắm cái này, mở ra, bóp lại. Như vậy là xong cái phần chân rồi đó các bạn. Tiếp tục chúng ta sẽ xoay nó xuống và hạ cái phần này xuống nè các bạn. Thấy không? Xoay cái phần chân xuống đi. Còn hai cái tay khủng long nè các bạn, xếp nó lại thôi hen. Đó, xếp gọn như vậy. Còn cái phần này nè, chúng ta gọi là me bạc ha, thì xoay nó như thế. Rồi, cái chốt ráp vào đây, kích một cái là xong, thấy không? Và xoay cái người ra như thế này, hạ xuống. Đây, cái đầu khủng long, chúng ta sẽ bẻ như thế này. Nhưng mà bẻ cẩn thận nha, tôi có cảm giác là nó cứng. Và cái cơ chế trượt ở đây nè, nó là đinh tán đóng vào và nhựa của nó mỏng te, cho nên bẻ hơi sợ một chút, cẩn thận ha, sợ gãy. Thì khi bẻ cái đầu lên được rồi,
thì chúng ta sẽ xoay nó như thế này nè các bạn. Đó, xoay nhưng mà chưa có đúng ha, đúng cái khớp là nó sẽ kịch lại à. Đó, kịch vào. Thì cái đầu khủng long bẻ xuống lại nhẹ nhàng thôi. Và cái cơ chế trượt nè, trượt vào. Đó, thấy không? Tạm để như vậy nhé. Tiếp đến sẽ là cái con này. Bốn cái chân của nó cũng là như thế thôi. Xếp vào, xếp vào, xếp vào. Đó. Và cái đuôi nó chúng ta tháo ra. Cái đầu tháo ra. Và xoay cái bàn tay ra như thế này. Gắn vào. Thì với cái phần này chúng ta cũng sẽ rút ra các bạn ha. Rút cái phần đuôi nó ra cũng sẽ có bàn tay. Rồi, cái này xếp lại như vậy. Và cái đuôi của nó kết nối với nhau tạo thành vũ khí ha, kiểu như là một cây gậy vậy đó. Để vũ khí riêng đi. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý tới cái phần đầu của robot ha. Cái nắp mở ra và mở cái phần đầu robot ra. Do một cái dạng hợp thể 3 nữa, dạng hợp thể 3 con á, nó là Apareno ha. Thì khi đó nó còn đội cái kiểu là đội cái nón vào. Nếu như cái đầu này làm to quá đó các bạn, thứ nhất là nó sẽ khó giấu vào được cái đầu khủng long ha. Thứ hai là khi mà cái đầu to đội cái nón vào, cái nón to ra nữa, thì cảm giác là cái đầu của Apareno sẽ bị bự. Cho nên nó phải làm nhỏ như vậy. Và khi nó nhỏ như vậy thì ở cái dạng hợp thể hai con này, nó có vẻ là bị mất cân đối khi cái đầu hơi bị teo tóp. Chúng ta chịu thôi các bạn. Đối với một con robot lắp ráp được nhiều thứ thì nó sẽ bị giới hạn này, giới hạn nọ. Và cái đầu của tam giác long nè, Triceratops nè, sẽ trở thành cái vũ khí ha. Cho nó cầm bên tay trái như vậy. Vũ khí ở đây là cái khiên đó các bạn. Còn cái này giống như là cây gậy ha, thì cho nó cầm tay phải. Đấy, như thế là Apareno Z đã hoàn thành rồi. Và như thế là tôi đã nói qua về Apareno Z rồi ha. Một dạng gác tay được hợp thể bởi hai thành phần là Tyrannosaurus và Triceratops. Ok, chơi 2 không vui, bây giờ chúng ta chơi 3 ha. Tức là sẽ tạo thành một dạng hợp thể 3 và sẽ cho Pteranodon chơi cùng. Nè các bạn, cái phần đít này nè, chúng ta sẽ tháo ra hen để như thế. Và cánh của nó xếp gọn lại, đầu của nó xếp gọn lại, bẻ lên như thế này. Rồi, tháo cái này ra để dễ thao tác hen. Tháo ra. Với cái phần đầu của con khủng long bầu chúa này, chúng ta sẽ tháo nó ra lại ha. Trượt nó ra đó chứ không phải là tháo. Thì để trượt ra được, các bạn phải nhớ một cái thao tác cơ bản và quan trọng nhất. Đó chính là mở cái phần đầu của robot lên như thế này. Thì chúng ta mới trượt ra được các bạn hen. Lưu ý chỗ đó. Rồi, kết hợp vào thôi. Nè các bạn, chốt ráp nè, nó sẽ gắn vào những cái phần chốt này tương ứng thôi các bạn. Thấy không? Kịch vào. Và trên cánh của nó cũng sẽ có cái chốt màu vàng nè, để vào cái lỗ tương ứng là được. Đó, ok. Sau khi đã ráp xong rồi, đẩy cái phần đầu nó lại, đẩy nó vào trong và hạ phần đầu xuống. Như vậy là Apareno đã có thêm một cái lớp giáp trên cái thân của nó rồi. Tiếp đến là với cái tay này, tay phải nè, xoay cái phần bàn tay robot vào bên trong và gắn cái đầu của Triceratops vào. Và vũ khí này tách ra, gắn nó trở lại. Còn đây, cái phần đuôi cũng như thế ha, gắn nó trở lại các bạn. Và cuối cùng, cái này sẽ trở thành cái nón của Apareno. Hai cái phần chân của giật lông nè, chúng ta sẽ xoay nó lên như thế này. Xoay lên. Đó, và đội vào.
Như vậy, Apareno của chúng ta đã hoàn thành rồi. Các bạn thấy đó, lý do vì sao cái đầu của dạng robo nó phải nhỏ là để khi đội cái nón vào là nó vừa phải ha. Chứ làm cái đầu to ra thì đội cái nón vào nó sẽ bự ra nữa. Nó sẽ bị kiểu như là không có thẩm mỹ cho lắm. Và một phần nữa là về cái yếu tố kỹ thuật nữa. Khi cái đầu robo to quá thì nó sẽ không có giấu vào cái phần đầu của con khủng long bạo chúa được. Và như vậy là Apareno đã hoàn thành rồi. Khi đó chúng ta có thể hơi bị kêu một chút ha, thì cho nó đổi chiều, nó sẽ êm hơn. À, thấy chưa? À quên, cái chỗ này nè các bạn, chúng ta phải xoay nó vào như thế này và để lại mới đúng hang. Các bạn thấy dạng hợp thể Apareno này như thế nào? Tôi thấy nó là đẹp đó các bạn. Ở dạng riêng lẻ, ba con khủng long form dáng cũng đẹp. Và khi nó hợp thể lại thành dạng robot, form dáng cũng đẹp. Màu sắc, tuy ba con màu xanh dương, màu vàng và màu đỏ kết hợp với nhau, nhưng cảm giác là nó không có bị chọi với nhau á. Kiểu như là ba màu khác nhau, nhưng nó vẫn có một cái gì đó nó hợp nhất với nhau. Các bạn biết tại sao mà ba màu kết hợp lại vẫn hợp nhất không? Tôi nghĩ theo cái ánh mắt của tôi nhìn thôi nha, là do trên dọc thân của từng con khủng long nó có những cái chi tiết răng cưa màu bạc. Chẳng hạn như con khủng long đỏ bào chúa đi ha, cái phần đuôi của nó nè, các bạn thấy nè, những cái miếng tam giác cũng giống như là răng cưa ha, những cái miếng tam giác màu bạc chạy dọc nó. Rồi trên cái phần chân của nó cũng có những cái miếng tam giác như thế này. Rồi tam giác long cũng vậy, có những cái miếng tam giác chạy dọc thân như thế này. Và cả con giật long cũng có những cái miếng tam giác chạy dọc trên cái cánh của nó. Cho nên chúng ta nhìn vào một cái tổng thể đó, con robot này tuy là ba mảng màu nhưng có những cái miếng tam giác, những cái chi tiết kiểu như là răng cưa màu bạc nó chạy dọc cái thân, thì nó tạo thành một cái sự liên kết đó các bạn. Dù là ba cái màu sắc của ba con khủng long khác nhau nhưng hợp thể lại màu sắc vẫn rất là đẹp. Tôi đánh giá cao như vậy ha. Bên cạnh đó, mẫu sản phẩm này còn tích hợp thêm động cơ nữa. Ở đây là clip nói về con Apareno thôi, cho nên tôi chỉ nói về ba con khủng long này thôi, thì nó tạo ra là như vậy. Nhưng chúng ta nếu mà cần á thì mua thêm bốn con khủng long riêng lẻ, bốn con khủng long hỗ trợ đó, rồi sau đó tháo cái tay này ra, tháo tay này ra, rồi gắn những cái con khủng long kia vào, nó sẽ có cái hệ thống truyền trục nè các bạn. Thấy không? Ở đây là khe âm, còn ở đây là khe dương. Và khi kết hợp với nhau nó sẽ tạo thành một cái hệ khép kín á, nó sẽ chuyển động truyền trục. Nè. Cái này nó xoay nè các bạn, thì nó sẽ khiến cho cái chấu bên đây nó xoay và nó sẽ làm cho cái đuôi xoay. Thì mỗi một con khủng long riêng lẻ đó nó lại có một cái cơ chế riêng nữa, cho nên cái tính năng chơi của nó rất là thú vị. Và do tính năng nó thú vị như vậy mà cái động cơ của nó chẳng may mà bị hư á các bạn, thì rất là chán ha. Vì đó là một trong những cái tính năng chơi của dòng Apareno này. Con này tôi đã mua được 10 năm rồi. Như tôi nói, tôi mua 2014, bây giờ là 2024. Màu sắc tổng thể nhìn vẫn rất là ok, nhưng các bạn nhìn kỹ thì cái phần màu xám này nè, thấy không? Cái phần đùi màu xám này nè là nó đã bị ố rồi, nó đã bị xuống một tông rồi, nhưng mà kiểu như là nó ố đều đó các bạn, cho nên nhìn nó cũng đỡ, không phải là kiểu lan ban ha, chỗ ố chỗ không ố thì nhìn rất là khó chịu. Còn cái này ố đều cũng ok. Và các bạn nhìn cái chỗ màu xám ở chỗ này nè thì nó không có ố, thấy không? Màu nhựa xám chỗ này nè, đó là rất là bình thường nè, như là ngày xưa tôi mua luôn. Nhưng cái chỗ đùi của nó là ố, các bạn nhìn vào các bạn thấy hai cái tông màu nó khác nhau đó, thấy không? Và tôi nghĩ là nó ố như vậy á là do nó dùng cái loại nhựa khác nhau đó các bạn, thấy không? Để vào các bạn nhìn thấy nè, thấy rõ ràng là cái đùi nó đã ố rồi. Tôi nghĩ là họ dùng cái chất liệu nhựa khác nhau, tuy nó cùng là nhựa màu xám nhưng mà cái chất nó khác nhau, cho nên nó dẫn đến tình trạng là như vậy. Nhưng mà không sao, như vậy cũng rất là đẹp rồi. Mình của 2014 vẫn trẻ hơn mình của 2024 mà, đúng không? Thì đồ chơi nó cũng là như vậy đó các bạn.
nó cũng sẽ có xuống màu, nó cũng sẽ có này có nọ, thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Không có cái gì trẻ mãi là mới mãi được đâu các bạn. Chơi là phải chấp nhận. Bây giờ tôi đã chấp nhận về cái vấn đề đó rồi. Nếu như quay ngược trở lại thời gian tầm khoảng vài năm trước thôi, khi mà tôi thấy nó bị ố là tôi sẽ khó chịu đó các bạn. Nhưng mà bây giờ tôi thấy ok rồi. Đó là tất cả những gì tôi muốn chia sẻ về cái clip này ha. Coi như là clip kỷ niệm 10 năm tôi có Apareno DX đi ha. Các bạn có ý kiến gì thì hãy comment chia sẻ ở bên dưới nhé. Clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Bye bye.